Dạ, xin chào các anh chị đã quay trở lại với kênh xe lướt giá rẻ của em. Hôm nay em sẽ quay cho các anh chị một chiếc xe, đó là chiếc Toyota Vios. Đây là phiên bản giới hạn của Toyota Vios. Đây là bản Toyota Vios TRD Sport Level. Đó là bản cao hơn của bản Vios G nha các anh chị nha. Và bản này chỉ có giới hạn thôi. Không phải lúc nào cũng có xe. Và thời điểm đó là đời 2017-2018 khi mà ra xe cái phiên bản này thì là gọi là cực kỳ hút hàng. Và không có hàng để bán luôn, nhưng mà chỉ trong vòng khoảng 2 năm là đến 2019 là xe này đã không còn hàng nữa. Dạ, đó là lý do là tại sao chiếc xe này nó lại hot vậy. Lý do là đây là cái xe đã được trang bị cái bộ body kit đây nè các anh chị, và nó có dán tem nhìn rất là thể thao. Giống như Fortuner cũng vậy. Fortuner lúc trước là nó có cái phiên bản nhìn rất thể thao, rất là đẹp đúng không ạ? Đây là cái kiểu dán của Toyota Vios TRD luôn nha các anh chị nha, chứ không phải là dán tem đâu ạ. Đây, cái bánh mâm nó cũng là được ghi chữ TRD luôn. Đây là phiên bản được phân biệt với phiên bản Toyota Vios G. Dạ. Xe này đời 2018, nhưng mà xe chạy được chỉ có 15.000 thôi. Và xe là nguyên zin, máy móc là còn nguyên zin gầm bệ nguyên bản luôn. Xe đây là xe nhà, chạy rất là kỹ. Thường thì không có ai lấy mua chiếc xe để chạy dịch vụ, ít lắm ạ. Dạ. Biển số xe này cũng ở Sài Gòn luôn nha các anh chị nha, 51G16991692. Dạ đây. Thì các anh chị đã ở Sài Gòn thì khi mua xe này thì mình đã sẽ đỡ tốn phí biển số ha các anh chị ha. Xe thì bánh sơ cua cũng đã rớt, nhưng mà bộ đồ nghề này nọ là vẫn còn đầy đủ ha các anh chị. Cam kết bên với các anh chị là xe bên em là xe không đâm đụng ngập nước. Và dạ, báo các anh chị đi chắc hãng luôn. Ngoài chế độ bảo hành của hãng thì bên em vẫn sẽ bảo hành cho các khách hàng khi mà mua xe bên em. Và dạ, có chế độ bảo hành riêng khi mua xe tại công ty của em luôn nha. Phiên bản này nhìn rất là thể thao ạ. Và xe là xe số tự động nha các anh chị nha. Đây, Sport. Bánh là cũng còn zin theo xe luôn. Dạ đây các anh chị thấy, em sẽ quay cái phần bánh xe cho các anh chị để biết độ mòn, hao mòn của xe là như thế nào. Xe chạy được 15.000. Dạ đây là phiên bản 1.5 nha các anh chị nha. Đây kết hợp là 6 lít, trong đô thị 8 lít và ngoài đô thị 5 lít. Thì cái dòng Toyota Vios là cái dòng xe quá quen thuộc với mọi gia đình ở Việt Nam rồi. Dạ xe đã được trang bị là ghế da ha, màu kem theo nguyên bản theo xe. Đây có phiếu nhắc bảo dưỡng đàng hoàng cho các anh chị nha. Có phiếu nhắc bảo dưỡng. Xe là bảo dưỡng thẻ đầy đủ. Dạ. Odoshin 15.239 km. Toyota Vios thì hiện tại cái thời đời này thì vẫn là đầu CD, chưa được trang bị là đầu DVD ha các anh chị ha. Nhưng mà về mình có thể mình trang bị để theo sở, tùy theo sở thích của mỗi người thôi. Hệ thống điều hòa sẽ là tự động nha các anh chị. Đây, cần số. Ở Vios G thì TRD thì nó sẽ được trang bị là nút điều chỉnh trên vô lăng. Dạ đây là gập điện luôn ha. Gương gập điện ha. Gập điều chỉnh điện. Đây là phần ốc, em sẽ quay cái phần ốc zin cho các anh chị xem là xe đảm kết ha. Cho các anh chị nào ở xa thì mình có thể quan sát trước khi mình lên xem xe. Dạ. Mình biết về cái sản phẩm mình sắp mua trước rồi mình sẽ lên xem xe để xem cái sản phẩm này có đúng theo giờ lời giới thiệu không ha. Em luôn luôn khuyến khích khách hàng của em lên xem xe trực tiếp và thương lượng phần thương thảo phần giá cả. Nói chung cơ bản thì xe này chỉ được trang bị là dán phim, trang bị dán phim thôi, còn hầu như là còn nguyên zin hết. Dạ, có tích hợp đèn bát rẻ ở trên gương. Đây phía trước các anh chị sẽ thấy cái phần body kit của xe. Đây ha. Nhìn rất là thể thao. Toyota cái dòng xe mà Vios đó các anh chị là các anh chị chạy dù có 5 năm nó cũng không có lỗi thời, nhìn nó không có lỗi thời. Dạ, Vios là được rất là nhiều khách hàng ưa chuộng. Đây, tem kiểm định vẫn còn đến tháng 5 năm 2022 đây ạ. Đấy. Xe là còn đẹp lắm luôn. Dạ và xe Vios TRD Sportivo này thì nó chỉ có duy nhất một màu là màu trắng thôi nha các anh chị nha.
thời điểm đó Toyota khi ra cái phiên bản này á, là rất là nhiều khách hàng đặt xe, tại vì xe này không có liền đâu. Và thời điểm đó là một tháng nó chỉ về tầm khoảng 5 đến 10 chiếc thôi, và hầu như tất cả các hàng hàng đều phải đặt hàng trước mới có. Và chỉ có duy nhất một màu trắng, không có nhiều màu giống như những dòng VS thường. Xe khi bên em về tới bên em là chị em chỉ dọn rửa cửa máy gầm và để cho sạch sẽ cho các anh chị lên coi xe thôi ha. Mình nên vệ sinh sạch sẽ xe trong một thời gian dài, mình nên vệ sinh sạch sẽ và để tốt cho máy nè, và mình giữ cái được cái độ bền của xe lâu hơn. Hiện tại xe này á, tụi em đang bán với mức giá là tầm khoảng 500, khoảng 500 hơn một tí thôi. Và giá còn có thể thương lượng. Nên các anh chị nào có giả ý quan tâm về cái dòng Toyota Vios TRD Sportivo phiên bản giới hạn này thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0902 600 126, hoặc là các anh chị có thể nhắn tin Zalo với em để có thể tư vấn cho các anh chị về phương thức trả góp hoặc là tiền mặt luôn nha các anh chị nha. Hoặc các anh chị nào đang có ý định muốn mua xe, muốn cấp đổi xe, tất cả các hãng thì có thể liên hệ với em. Em sẽ tư vấn cho các anh chị không ngần ngại đâu. Và các anh chị nhớ bấm like, share và đăng ký kênh của em để theo dõi những video clip tiếp theo về những dòng xe lướt bên em nha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ạ.